chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu nghệ sĩ Thương Tín đi làm thẩm mỹ răng và đầu tư dự án lớn ở Nha Trang, Khánh Hòa. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã chia sẻ một loạt ảnh mới nhất cùng nghệ sĩ Thương Tín. Theo đó, như lời hứa lúc trước, nghệ sĩ đã dẫn Thương Tín đi làm răng để phục vụ cho việc sinh hoạt, vừa có hàm răng đẹp để tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Có thể thấy, diện mạo của nghệ sĩ Thương Tín tươi tỉnh và trẻ trung hơn sau khi tân trang lại bộ hàm răng mới. Bên cạnh đó, hình ảnh nam tài tử xuất hiện với trang phục lịch sự, sơ mi, quần tây chỉnh tề cũng khiến cho những khán giả mến mộ ông trầm trồ. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết, Thương Tín kể đã có một công việc làm ăn mới. Cụ thể, nam nghệ sĩ cho biết anh và một người bạn có một dự án làm về đường điện ở Nha Trang. Người bạn sẽ lo phần lớn công việc, anh chỉ làm theo thôi. Biết được thông tin này, Trịnh Kim Chi cùng nhiều khán giả khác cũng mừng cho nam diễn viên. Bởi sau những biến cố xảy ra, ai cũng hy vọng Thương Tín sẽ có nơi trốn ở ổn định, thu nhập vừa đủ để chăm sóc gia đình và chi tiêu hàng tháng. Bài viết của bà bầu sân khấu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh việc cảm ơn tấm lòng nhân ái của Trịnh Kim Chi, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ còn dành tặng lời khen cho hình ảnh mới mẻ của tài tử Thương Tín. Rất đông lời chúc và động viên tinh thần được gửi đến nghệ sĩ Thương Tín dưới phần bình luận. Ôi bữa nay nhìn chú phong độ, đẹp trai hẳn ra luôn. Mong chú Tín nhiều sức khỏe. Á hậu Trịnh Kim Chi chia sẻ thêm, ngày đầu tiên khi xuất viện, cách suy nghĩ của anh Tín đơn giản lắm. Lúc đó anh mặc kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng ở hiện tại, anh ấy muốn bảo vệ hình ảnh nhiều hơn. Điều đó khiến tôi vui và yên tâm hơn. Tôi cảm nhận, sau những gì mọi người đã giúp đỡ, anh Tín hiểu được điều đó nên cách sống của anh ấy đã khác đi nhiều. Anh trân trọng hơn những gì mình đang có được. Tôi hy vọng sự thay đổi này giúp cuộc sống của anh tốt hơn và nhẹ nhàng hơn. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cho biết cô và nhiều đồng nghiệp dự định mời anh tham gia một số dự án phim, nhưng mọi người vẫn đang cân nhắc tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín. Cô cho biết sẽ đợi Thương Tín tĩnh dưỡng một thời gian rồi sẽ tính tiếp. Cuối tháng 2 năm 2021, thông tin nghệ sĩ Thương Tín phải nhập viện trong tình trạng khẩn cấp, được chẩn đoán là bị đột quỵ, suy nhược cơ thể nhưng không muốn ở lại bệnh viện quá lâu vì điều kiện kinh tế eo hẹp, đã khiến không ít anh em đồng nghiệp cùng người hâm mộ nam tài tử biệt động Sài Gòn xót xa. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cùng nhiều bạn bè đã đứng ra kêu gọi và ủng hộ nghệ sĩ Thương Tín về mặt tài chính nhằm giúp đỡ đàn anh vượt qua khó khăn, trang trải cuộc sống. Hiện tại, cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín đã ổn định hơn rất nhiều. Số đông dân mạng hy vọng ông sẽ chăm sóc cho sức khỏe nhiều hơn để một ngày không xa có thể quay trở lại với điện ảnh, cống hiến tài năng của mình cho nền nghệ thuật nước nhà. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video gần nhất.